Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu test. Có hai cái điểm mà chúng ta cần xác định được khi mà một khẩu súng nó đã đủ đạt tiêu chuẩn. Thứ nhất là cái độ xòe của nó phải đạt, và nó không được méo, nó không được hình chữ C, nó không được rỗng ở giữa, tức là cái tia sơn ra nó phải hình elip. Giống như vậy, chúng ta sẽ đặt một cái sải tay vào như thế này, một cái sải của bàn tay vào như thế này, nó rơi khoảng 17-20 cm. Xong mà bắn đó như vậy. Thế thì cái tia sơn này anh em đã thấy là nó ra hình elip và nó rất là đều, ở trên và ở dưới nó đều một mạch giống nhau. Nó không có tình trạng là ở trên này thì lại hai đầu này lại nhiều quá và giữa lại không có, hoặc là giữa lại phình to quá, ở trên hai đầu trên và đầu dưới lại không có sơn, thì như vậy là không đạt tiêu chuẩn. Còn như vậy là ok anh em nhé. Đấy, đây là cách test cái độ xòe ấy khẩu súng khi trước khi sơn. Xin chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của tôi ngày hôm nay. Thì video này sẽ dành cho những anh em đang làm trong ngành sơn, có thể là sơn gỗ, sơn ô tô, sơn xe máy, hoặc là có thể là sơn kính, hoặc là sơn các cái đồ công nghiệp khác. Thì để mà tạo ra được một cái bề mặt sau khi phun sơn nó đủ căng, đủ mịn và nhìn nó bóng láng, nó đẹp, thì ngoài cái việc là tay nghề chúng ta ok rồi, các cái chất liệu sơn chúng ta dùng rất là tốt, rất là đẹp rồi, thì một cái công cụ rất là quan trọng để quyết định cái việc cái bề mặt nó có đẹp hay không, đó chính là cái khẩu súng phun sơn. Thì cái video ngày hôm nay sẽ dành nhiều cho những anh em mới vào nghề sơn mà chưa có một cái hiểu biết nhiều về cái khẩu súng, chưa biết cái cách setup để vận hành một cái khẩu súng. Thì đặc biệt là những người mới vào nghề sơn, biết rõ được từng cái công năng của từng cái vết chỉnh trên khẩu súng, qua đó anh em hoàn toàn có thể tự tin để cho ra những sản phẩm. Thì qua video này anh em hoàn toàn có thể tự tin để sơn những cái sản phẩm đẹp nhất. Chúng ta cùng bắt đầu trải nghiệm nhé. Cái thứ nhất là khẩu súng, bất kỳ một khẩu súng nào thì nó sẽ có ba cái vết chỉnh chính. Một là cái vết chỉnh ở bên dưới cùng này, thì nó là chỉnh gió. Khi chúng ta vặn xuôi chiều kim đồng hồ, đấy, vặn to ra ấy, thì cái lượng hơi sẽ ra nhiều hơn, thì cái gió nó sẽ ra mạnh hơn. Cái thứ hai là cái vít chỉnh độ sơn ra nhiều ít, nó sẽ nằm ở cái phần lưng này. Nếu chúng ta vặn ngược chiều kim đồng hồ thì cái sơn nó sẽ ra nhiều. Đấy, vặn xuôi chiều kim đồng hồ thì cái sơn nó sẽ ra ít hơn. Nhưng mà cái tiêu chuẩn thì ví dụ như trong các cái sơn, chúng ta sơn ô tô, sơn xe máy hoặc là sơn các sơn công nghiệp ấy, thì thường thường anh em sẽ nên vặn về hết cỡ, sau đó chúng ta sẽ nhìn bất kỳ khẩu súng nào nó có một cái nấc ở trên này, chúng ta sẽ căn cứ trên cái nấc đấy chúng ta vặn ra 2.5 vòng. Đấy, như thế này là một vòng này, một đây là 2 vòng này, và tiếp tục nửa vòng nữa. Đó chính là cái tiêu chuẩn để chúng ta chỉnh cái độ sơn ra nhiều ít. Cái thứ ba là phía trên cùng thì chúng ta sẽ có một cái chức năng của nó là chỉnh độ xòe. Đấy, nếu như mà chúng ta vặn vào hết cỡ thì nó sẽ nhỏ như thế này, nó sẽ nhỏ như này, nhưng mà khi chúng ta vặn xòe rộng ra, cái vít chỉnh độ xòe này để chúng ta có một cái độ xòe tiêu chuẩn, tức là nó rơi vào khoảng 17-20 cm, thì chúng ta sẽ vặn ra vào khoảng 3 vòng như vậy. Đó, giống như vậy anh em nhé. Anh em lưu ý là cái lượng hơi này thì chúng ta sẽ để mức độ vừa phải, tức là không mạnh quá mà cũng không mạnh quá mà cũng không nhẹ quá. Mạnh quá thì sẽ bay mù mịt, còn nó nhẹ quá thì sẽ không đủ để xé cái tia sơn. Thế là ở mức vừa phải thôi. Bây giờ thứ nhất là cái độ xòe của nó phải đạt, và nó không được méo, nó không được hình chữ C, nó không được rỗng ở giữa, tức là cái tia sơn ra nó phải hình elip. Giống như vậy, chúng ta sẽ đặt một cái sải tay vào như thế này, một cái sải của bàn tay vào như thế này, nó rơi khoảng 17-20 cm. Xong mà bắn đó như vậy. Thế thì cái tia sơn này anh em đã thấy là nó ra hình elip và nó rất là đều, ở trên và ở dưới nó đều một mạch giống nhau. Nó không có tình trạng là ở trên này thì lại hai đầu này lại nhiều quá và giữa lại không có, hoặc là giữa lại phình to quá và trên hai đầu trên và đầu dưới lại không có sơn, thì như vậy là không đạt tiêu chuẩn. Còn như vậy là ok anh em nhé. Đấy, đây là cách test cái độ xòe ấy khẩu súng khi trước khi sơn, nó phải test cái độ xòe tiêu chuẩn là như vậy. Cái thứ hai là chúng ta có thể test cái chức năng bắn trụm của nó. Thì nếu cái khẩu súng nó đủ cái khả năng để mà viết được cái tia, phun được cái tia bé bằng cái đầu đũa, bằng cái to hơn cái đầu đũa ăn cơm một chút, thì tức là cái độ trụm của nó đạt tiêu chuẩn. Giống như vậy. Nhân tiện hôm nay tôi sẽ giới thiệu với cả anh em một cái loại súng rất được ưa chuộng và thông dụng trên thị trường, đó là súng Iwata của Nhật. Thì hai cái model mà chúng ta nên dùng đó là VK101 và VK71.
với các cái sơn công nghiệp hoặc là các cái tầm sản phẩm nó mang tính công nghiệp là nhiều thì chúng ta sẽ lên dùng các cái model VK71. Còn đâu những cái sản phẩm nó cần cái độ mịn cao thì chúng ta sẽ lên dùng độ mịn cao và cái tính thẩm mỹ nó cao ấy, chất lượng nó cao hẳn lên ấy, thì chúng ta lên dùng cái model VK101. Đó. Vừa rồi là cái kỹ thuật chỉnh súng tiêu chuẩn mà tôi học được và sau một thời gian trải nghiệm công việc của mình thì đúc kết ra là cái cách. Vừa rồi là cái cách để mà chúng ta test một khẩu súng trước khi chúng ta phun sơn đại trà, nó cần phải qua những cái bước như vậy. Chúc cho anh em hoàn thành tốt được các công việc của mình, và nếu như có các câu hỏi, các cái thắc mắc nào hãy vui câu hỏi hoặc các cái thắc mắc cần hỗ trợ thì hãy comment ở video bên dưới hoặc điện thoại trực tiếp qua cho tôi. Rất sẵn lòng hỗ trợ anh em. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.